liệt liệt tràn đây đó, đó dữ rồi, dữ rồi. Ồ, thôi có bướm ra ngoài à, quá trời đã rồi. Trắng phiếu mà phất phơ gì nè, sợ lắm luôn á. Chờ mẹ hỏi mà kêu tao đi ra ngoài này coi có gặp chồng không, chồng chồng ta chồng em không đâu, kêu vô giùm kiếm giùm mày. Nhỏ này tao nói nhỏ này chắc bắt cóc nó rồi, nó chờ nhỏ này bắt luôn, cảm ơn nữa. Mày thả mấy ngàn thước mà tới giờ chưa xong nữa kìa. Ngàn tư hả? Màng đét ơi. Cánh đồng này lừa lướt mày không mày? Khủng khiếp. Thả dữ rồi Bảo. Cái này ít cá, lúc trước thả có 7 nắm tay mà đủ ăn. Cái này thả cái ngàn mấy còn thiếu, còn lấy ốc thêm nữa. Cho cá ba ba ăn hả? Cho ba ba ăn. Còn mấy tay nữa? 3 tay nữa. Trời, như nãy giờ thả mới có 10 tay hả? Ừ. Nãy đủ 7-8 kg hả? Cho nó nói tao có 3 kg. Bà sáu này tới chuyện với tao. Của hổm á, nhiều của hổm dân tới 7-8 tay mà đủ ăn. Sáng nó mới nói tao nói thôi bà ơi, bà nghỉ đi, ghế vào đó cười bà kìa, nó dân mười mấy ký rồi mà dân có 7-8 ký à, 3-4 ký à. Trời. Là có cá rồi cho nhiều nhiều chút kìa. Đây là buổi chiều anh em mình chuẩn bị đi cắm câu nha cả nhà. Chào cả nhà thân yêu. Xin kính chào cả nhà. Lại nói đầu tiên cho Vũ gửi lời tri âm tới tất cả bà con, cô bác, cô chú, các anh chị đã xem và ủng hộ hai anh em trong suốt thời gian qua nha. Cảm ơn cả nhà trên mọi miền đất nước rất là nhiều. Chiều nay là Vũ với Luân là đi cắm câu cả nhà. Mới nói chuyện với anh Văn Lưới đó. Văn một hồi nãy nó nói nhiêu? 1.400. 1.400 khủng khiếp thiệt. 14 tài lớn. 200 thước. Tại vì cho ba ba ăn á cả nhà, bởi vì cần số lượng cá nhiều lắm, 7-8 ký cả chục ký không hết luôn ha, có bỏ mười mấy ký nữa. Bình quân tay 1 ký ra nè. Chiều nay là hai anh em mình đi cắm câu cả nhà ơi, cắm câu mồi dế. Hai anh em mình mời cả nhà cùng anh em mình đi cắm câu cho vui nha. Giờ hai anh em mình chuẩn bị móc mồi cắm câu nha cả nhà. Đây móc con dế như thế nào luôn, em móc cái cần cổ nè. Nó có cái phang này cả nhà. Đó, mình móc vô ha. Đó, vậy đó. Tránh tình trạng dế bị tử vong. Móc cái lưng cũng được mà mau chết không cả nhà. Thì mồi hôm nay của anh em mình là dế. Bây giờ không có dế nhủi cả nhà ơi. Có dế nhủi nó sẽ nhạy hơn nha. Dế nhủi thường đi theo mấy cái đó mà đóng gươm hay gì đó, nhưng mà bây giờ anh em mình là dế này là gọi là dế mèn Thái nè. Dế nhủi bây giờ khó kiếm quá. Toàn là máy cắt liên hợp không à. Thì anh em mình cắm là ăn dế vừa đụng nước nha cả nhà. Lỡ chết chết vậy đó cả nhà. Chết chết vậy đó. Đó, lỡ chết chết vậy đó. Đó, vừa đụng nước chạm nước thôi. Nó cũng mồi này cũng hao lắm luôn cả nhà. Hao dế hao lắm. Tại vì cá này cá kia nó cũng dễ ghẻ lắm mà nó nhạy cá lắm. Có cá là lẹ dính lắm. Thì giờ anh em mình đi cắm câu nha cả nhà. Khi nào cắm xong rồi đi thăm đợt câu đó, anh em mình quay cho cả nhà cùng xem nha. Ồ, buổi chiều nè, buổi chiều đẹp lắm nha. Quá trời đẹp. Cảnh đẹp. Chiều vàng hôn.
Giờ anh em mình đi thăm câu nha cả nhà. Dính điện Vũ rồi. Thấy cái này có dấu hiệu dính nè. Cái đầu cá trên thấy luôn nè. Đó. Nè, 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 kiều nhẹ cho con nè. Đó, cái đầu cá lóc kìa. Ừ. Ồ, cá tư nè. Ờ, cầm cầm giùm anh nè. Ồ, thấy không? Đó, anh ăn cái túi dài vô. Cái này là anh em mình cần nào mình dính mình mới quay nha cả nhà. Đây, dính một em ở đây. Nãy giờ quấn rồi nè. À, nãy giờ quấn rồi nè. Ngợp, con này ngợp, nhưng mà mình không chảy là ngợp đó luôn. Ngợp, con này ngợp. Yếu rồi hả? Ừ, yếu rồi nè. Cần nào mình dính mình mới quay nha cả nhà. Cả nhà thông cảm nha. Chứ không dính rồi quay mất thời gian cả nhà xem quá. Được rồi, em vô. Hay đào. Hay đào. Má đào, má đào. Không mình thấy màu trên luôn. Ừ. Chỗ quần mắt. Con ly. Khai đao, khai đao em. Khai đao vậy là mừng rồi. Tưởng sảy không, nó móc cái cần đó kìa. Ừ. Anh em mình cắm mồi dế. Trời chỗ này dế cặp tay nữa trời. Dế miền, miền Thái. Hồi đó giờ không biết cá lọc, cả nhà có thấy cá lóc mà nó có táp tay như cả nhà. What? Chứ em đẩy côn là cá lóc mò dính luôn nôm, nó táp nè. Hai lỗ luôn nè. Không nhả luôn đó. Ừ. Dữ ha, cá nó cá dữ đó. Cá nó có 300 hơn 3 gần 400 g mà nó vậy đó. Không dữ. Không hiểu nổi đó giờ, không đó giờ biết bắt như bắt biết như cá không có, không bao giờ táp, con bữa đó có hồ đó táp. Ừ, đầu tiên ha. Đầu tiên trong đời luôn. Chiều lại là bị cá chê dứt nữa đó. Đầu tiên trong sự nghiệp. Rồi anh em mình đi thăm tiếp nha cả nhà. Chỗ nào dính anh em mình quay tiếp cho cả nhà cùng xem nha. Lỗ bẫy chuột nữa. À, này bẫy chuột ở quê mình nghe cả nhà. Chứ còn bẫy sập á. Bẫy sập. Mình sẽ review một chút xíu về cái bẫy chuột này nghe. Đây, ở trên là đất. Thì làm cái dĩ đó đó, khi mà chuột bò vô, đó, bò vô ăn lúa đó cả nhà. Bò vô rồi đụng cái cây đó. Cái cây đó mới chạy qua đây. Đó thì làm cái bẫy ở đây. Nếu mà cái con chuột mà bò vô mà đạp cái cây thì nó sẽ sụp cái bẫy nghe cả nhà. Sụp xuống thì cái cây này văng lên. Cây văng lên là nó đây sẽ đè ăn chuột. Chuột hay là ếch hay là cái gì đó bò vô là lụm hết nha. Mà này hơi nặng à. Chắc kịp lép con chuột quá luôn. Thường thường mấy bẫy sập thì là con chuột nó là cái hình nó là hình nhẹp. Hình nhẹp. Thường thường lại sập xuống là thấy cái đuôi nằm ngoài. Thấy cái đuôi nằm ngoài. Ê mập rồi kìa anh Vũ ơi. Tới nơi cả nhà. Trời ngay lo gì view không hả? Xuyên câu mập rồi kìa. Anh chưa thấy nữa. Nó lên đây. Mình thấy nó lôi vô cỏ nó biết sảy không nữa nè. Con không? Ồ, cá lóc em ơi. Đây nữa. Dở lên, dở lên, dở lên hay là rút rút ra luôn. Đem nhỏ lên cá lóc nữa nha cả nhà, cũng bằng con nãy nữa nha. Cũng không có bự không nha cả nhà, trăm mấy gram cả nhà. Trong ngoài gram à, không được bự lắm. Được. Anh em mình là cắm câu cũng cặp cái con kinh nha cả nhà. Anh em mình có một cái con kinh một à. Đặt lờ cũng nó, cắm câu cũng nó, đi câu cá bữa hổm cũng nó. Chưa có đi xa cả nhà. Chưa đi xa được. Chưa có thời gian đi xa. Mà miễn sao chỗ nào có mình làm thôi. Xa gần thì cũng bằng con nãy. Hey. Ở đây là bẫy chuột này đặt trên bờ này nhiều lắm cả nhà. Đi rạng quảng đứa dò vô là bẫy chuột này giống như là bẫy chuột cổ truyền luôn á luôn ha. Ngày xưa đó vậy á. Ừ, rồi sau này mới thịnh hành là cái chuột bằng lòng. Anh em mình đi tiếp nha cả nhà. Anh em mình dính, anh em mình quay cho cả nhà cùng xem nha. Để rút ngắn cái thời gian của cả nhà xem những cái mà không dính là mình không có quay nghe cả nhà. Vừa đi vừa bắt nhái luôn cả nhà ơi. Sao cỏ nhẹp, ướt nhẹp rồi hả? Đây đây đây, cọng cỏ ướt nhẹp rồi cả nhà ơi. Ừ. Từ 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 mới được, từ từ mới lấy được ánh sáng. À, lại quên lấy vợt nữa rồi. Đó, đó. Xuống bờ đi luôn rồi, đừng có nó xảy ra luôn rồi, cá lóc luôn rồi. À, đây, cá lóc cắn phiếu rồi cả nhà. Nó quấn cỏ rồi cả nhà.
Cái này mà không thăm là ngợp nữa nè. Cũng rồi như nãy nữa. Không bự ha. Cái này anh em mình cắm mồi nhé, mồi nhái cả nhà ơi. Nãy sâu được 10 cái mấy nhá. Mới nhái đó, mình cắm rồi. Móc luôn. Kệ có dính là được rồi. Là sung rồi. Được rồi ha. Kệ đi. Có nhỏ có bự chứ anh. Nghe nói cái này dính nè cả nhà. Này, câu bên này. Thấy rồi. Nhưng mà coi có dính cái gì nha. Ừ, cá lóc, cá lóc nữa luôn rồi. Cá lóc nữa em ơi. Dính cá lóc nữa. Cũng gôi gôi như nãy nữa. Dạ. Ừ. Chưa đi chưa tới mà nó nhào quá. Đây, cá lóc cũng gôi gôi như nãy cả nhà. Em nghe là phải sủng sủng mà. Được. Cho mấy gram không cả nhà. Đưa vô cái túi luôn. Yếu mà trăm. Cái túi luôn đeo trước ngực luôn cả nhà. Thì con này cũng tim ở đây rồi. Có 200 gram mình luôn. Để tí xíu lại kia mình quay cho cả nhà xem. Nãy giờ là anh em mình lúc đầu đi là hết hồn mấy lần. Chết cha giờ ăn qua không được. Rồi. Để hồi mà mình quay cái mà anh em mình hết hồn cho cả nhà cùng xem nha. Đây cả nhà, cái này nè. Cái này nãy giờ là mình hết hồn quá. Không có gọi cháu đèn lên được, có nó hốc phơ trắng phơ trắng phiếu à. Bước qua hơi rung cái màn hình nha con. Đây nè. Trời ơi, lại gần mới thấy. Anh em ơi, hú hồn. Lại gần á, là cái bọc. Thấy xa xa, đứng không có đưa cái này đâu. Không có gọi lên này, không thấy nè. Lại gần là cái bọc. Nhưng mà ở xa nhìn sợ lắm nha cả nhà. Trắng phiếu mà phất phơ gì nè. Sợ lắm luôn á. Sảy hả? Ở đằng đó có cần sảy rồi cả nhà ơi. Bắn lên cỏ hay gì? Nãy giờ sảy cũng mấy cần hả cả nhà. Họ đưa sợi dây ra ngoài. Dướng lên cái người sảy. Sợ lắm nha. Buổi tối mà gặp cảnh này thiệt tình chứ. Hồi nãy là quýu trơn luôn đó. Phất phơ gì đó. Chịu nổi không? Anh em về miền Tây thấy cảnh này là rút kinh nghiệm nha. Không sao đâu nha. Phất phơ sau khi chuối đó. Và anh em mà đi thăm câu tiếp nha cả nhà. Tưởng đó là tới công chuyện rồi chứ. Đây dính con nữa cả nhà. Dính cá chê luôn ơi. Hả? Cá chê em ơi. Liệt cần rồi đó, đó, dữ rồi. Còn thôi. Nè xuống mé cho nó vô. Nhổ câu đi em. Đây. Còn cá chê. Đúng cái chê trắng luôn ha. Đưa cái ngạnh cho là mệt ta nha. Đây, cái ngay cái chỗ mà dính con cá nó cũng có cái này nữa nè cả nhà ơi. Nó lắc khuất đây nè. Cái này là đủ vịt nha cả nhà. Treo như gì nè, nặng gió lắc khuất như gì nè. Rồi màu trắng nữa, vịt nó gặp nó sợ á. Nhưng mà anh em mình đi đêm nãy giờ cũng hết hồn á. Làm cho mình, anh em mình sợ luôn mà, huống chi là con vịt. Luôn nó đi bắt nhái cả nhà ơi. Ê, con gì vậy? Con gì mà nó xe vậy? Dính nè. Anh coi anh Vũ. Dính không biết cái gì đây. Vì dốc cái vùng này. Đây, dính không biết cái gì đây cả nhà. Nhẹ à. Go nè. Ồ, có go chà bá nè cả nhà. Ôi trời, có go thèm. Lọc nghe con mắt luôn, dãy đường nào. Rồi có chạy được ha. Có cắn lộn với ai không? Cái má chạy chứ không vậy? Ừ. Hay là ột vô chút ba cây này không biết. Cái vô bự ha. Hè luôn. Em ha. Ừ. Cá xinh đáng rồi đó. Anh em mình phát hiện một chú chim cả nhà ơi. Ban đêm đúng là nhiều chuyện nó thú vị quá. Đó,
thấy chưa? Nè, nè, ngay cái đèn bông nè. Thấy chưa? Nè. Đây, chú chim đang ngủ rồi đây nha. Đi xích tới luôn. Đó, đó. Nó phát hiện rồi. Nó phát hiện. Ở đó đi. Ê, anh em mình không có làm gì đâu. Không có bắt đâu. Chim sâu cả nhà ơi. Thấy cưng lắm, có là thấy cưng. Cái này dính con nữa cả nhà. Đó, nó nó. Dính đấy lục bình rồi nè. Đó. Chưa thấy. Nó dưới rồi luôn rồi. Nằm trên lục bình luôn rồi. Nằm trên lục bình luôn rồi. Đó cái đầu trời vợ đó. Ừ. Kéo vô luôn. Sao không xảy rồi ha. Ngay má. Ê, dễ xảy luôn ơi, bước xuống luôn rồi. Hả? Bước xuống em ơi. Rồi nó dính ngay má thấy không? Cũng nguy hiểm lắm hay cả nhà. Thôi cho nó lên đi. Luôn xuống chợ giúp đi. Ngồi lên lên đây này. Cũng cỡ cỡ không à. Anh em không à. Cái này bự hơn, no no hơn chút. Này bự hơn. Ừ, no hơn chút. Dính dính cái đó vậy hồi cũng có thể đang chảy ha. Tét cái mép này luôn á. Tét mép á. Không, cái móc môi dày anh ơi. Đây chứ môi này môi dày nè. Nhưng mà nó gần ở ngoài này chứ không phải trong á. Chắc tới sáng không hôm thì thấy đó. Nhát nhát quá đúng không? Đi từng câu kìa luôn rồi. Mệt dữ rồi. Từ em làm. Buổi tối nó hơi tối quá cả nhà. Cái gì đây? Đứng dưới xe là thấy hơi liệt rồi đó. Lóc. Ôi dữ vậy anh trai. Dính mép rồi. Chảy dữ không? Ở đây luôn. Rồi rồi không? 200 gram không? Ừ. Trong ngoài 200. Dính màu dày rồi cả nhà. Được. Đẹp. Còn nhái không? Hết rồi. Chết rồi, mấy cái lóc ngọt chết rồi. Chết hết rồi. Bỏ túi này nó ngọt đó. Anh em về tới nhà cả nhà ơi. Được ngớ cá nè. Ý con thích. Hết. Ngọt có lúc nó dính rồi, bấm quay không kịp đó cả nhà. Má. Tiền còn sống ha. Ê, còn ê. Có vô ngọt luôn á Vinh. Tiền còn sống. Còn sống. Trời ơi ngại con ngốc. Rồi ngọt chết vô. Ừ. Thôi cái túi này dở ha. Dở. Tiền còn sống. Này cỡ gần ký cá người ta. Chí mấy ạ. Chí mấy ha. Rồi chết ba con sống ba con. Sáng mai hai anh em mình đi thăm cuốn câu rồi quay tiếp cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Cá ngợp ổn quá. Chào buổi sáng cả nhà. Sáng hai đêm mình đi thăm câu nghe cả nhà. Chào cả nhà yêu. Giờ 6 giờ sáng rồi cả nhà. Mời cả nhà đi thăm câu, cuốn câu với anh em mình nghe. Ừ. Thấy nó nó cong qua nè, cá nhỏ xíu à. Ừ. Cũng được rồi, đúng rồi. Nhỏ luôn nè. Đổ chặt quá cả nhà, ngồi xuống rồi. Hơi hẹp. Cũng đẹp quá. Cũng ngon rồi. Cá đồng. Mình đâu có nuôi ngày nào đâu. Thằng này có dấu hiệu dính rồi luôn rồi. Cái đầu câu ngớt kìa. Xuống coi coi cái gì đây, biết còn không nữa đây, cái đợt còn nữa. Còn luôn. cá bự luôn ơi, xuống luôn ơi. Cái này em thôi luôn, cái này bự cái nhỏ, cái này bự nha, cái này bự nha, trời, hôm giờ thành quả, ôi trời móc cái má đào nữa, trời một bàn tay, chụp lên nào nhé, trời.
cá này là hồi tối tới giờ là mới được con này là bự đầu tiên á. Hôm giờ mới nhắc anh lúc dạ. Con này có bốn trong ngoài à, quá trời đã rồi. Dạ. Táp nha, hình hình luôn mà. Quá đã cả nhà. Hồi tối giờ cá đều đều không à. Có con này là bự nhất nè. Táp công lao của anh em mình lội cực khổ cả nhà. Thức đêm hôm rồi ha. Thức bốc mắt rồi. Trời sống nữa ha. Đâu? Có con bự như nãy nữa không? Thấy rồi. Đã cả nhà ngu sáng này hả? Sao cái tiếng chạy giống cái chê quá ta? Nha. Anh Vũ. Cái chê nó mới chạy ngầm như này phải không? Nè. Coi coi, Phượng thấy nhỏ đây. Ô, nhỏ. Lóc cũng được ha. Ồ, cho lên nha cả nhà, im quá cả nhà. Sáng ngày sao im sáng này cá đã đỏ cả nhà ơi. Trời ơi, bàn tay không cả nhà ơi, trắng tư cả nhà ơi. Ừ, không phải con hồi tối nhưng mà nhỏ hơn cái anh Đại này. Nhỏ hơn chút. Ừ, nhỏ hơn chút. Trời ơi, giờ anh Đáp công lao của anh em mình cả nhà ơi. Trời ơi, nó chạy giống cá chê quá, nó ngầm ha. Thế là anh câu mà mọt vậy là đã rồi. Khoái rồi. Ướt nhẹp đọt câu chứ. Rồi nó móc môi dày không anh Vũ ơi. Hồi tối cá rồi không à. Trời ơi. Hôm anh em chán luôn rồi dính cá. đã quá vô. Sao luôn? Cái một cây câu kìa anh ơi mà không biết sao nó lớn thinh luôn à. Dính hay sảy nó không biết. Không biết luôn nè, coi cái đọt câu kìa. Ừ. Cái quạt cái lưỡi xuống kìa. Ôi. Cái câu công luôn cả nhà. Công ơi kìa. Cái này con gì ăn nó trời chứ nó phải cá trời. Kéo ra thử coi, cái gì mà qua con gì dữ vậy. Thôi cố gắng con trời. Sợ thôi, gắn nước rồi. Tiêu luôn cái gì, sảy luôn cái gì. Công là con câu luôn. Ờ trời ơi, cá nó chậm trời ơi. Trời ơi, ủng anh Vũ. Trời ơi, cá này hơn nửa ký trời ơi. Nó con quỷ em tưởng con rắn không đó. Ôi trời. Nó công đọc con câu nè cả nhà. Bữa nay Hugo cả nhà ơi. Bỏ con câu cái ha. Bữa nay Hugo. Nó còn nó chưa có thêm. Chết rồi. Trắng tư rồi. À, thấy lên tim kìa. Thì anh đưa xuống dưới anh lên nó quay lên này. Nó quắn vô cỏ kìa. Trời ơi, càng câu nó công hết trời. Trời ơi, một bàm tay không hết bự con ấy nó vô. Ừ. Ôi, Hugo cả nhà ơi, sáng nay đụng Hugo không cả nhà. Mấy cái con là không đêm hôm nghe táp không đấy ha anh Vũ. Trời ơi thiệt tình uổng quá uổng rồi. Trời, một bàm tay luôn nữa. Chụp lấy hình nữa thôi, khỏi chụp hình nãy rồi hết có biết. Trời bự hơn con nãy nữa. Ừ. Trời ơi, con này nữa ký quá anh Vũ. Ừ. Ừ trời tiếc ghê thiệt má uổng cầm mà ngợp trời giáp tay luôn. Ôi, khúc này sao nó dính đã dính liền luôn á. Nãy giờ bự ngon ha. Nãy giờ im nha cả nhà. Sáng nay là thấy khoái rồi đó. Thay đau con nhỏ mà lại ba cần sau dính đã không cả nhà ơi. Bỏ ba con này vô cái nặng dai anh Vũ. Ừ, nặng dai chứ. Trời ơi, đã trời tính rồi. Trời ơi, cái đọt còn ướt nhẹp Vũ ơi. Ừ? Cái đọt còn ướt nhẹp à. Ướt nữa hả? Ướt nhẹp luôn kìa. Ừ. Là còn mới quậy nè. Đây còn cung kinh, còn cung kinh lục bình kìa. Thấy à? Nó nhẹp kìa, nhẹp kìa. Ý. Thấy rồi. Bây giờ đi chỗ câu lên cả nhà. Anh nhổ cho em bợ dưới đi. Sợ để cho nó sảy nữa. Ừ, nó có gì đây không? Đó. Bòi lộn lên chú. Ôi. Ê, gọi gãy câu rồi. Trời ơi, gãy câu rồi cả nhà. Trời ơi, câu chợ là gì đó cả nhà. Hàng si không cả nhà. Trời ơi, dính cá xong để câu luôn. Cá này đâu có to lắm đâu.
cũng 200 gram chứ. Ý là cá mà bự như con như nãy vậy á. 400-500 gram nữa hả? Cầm lên cái anh chạy về gì vẹt nước gãy câu luôn. Gãy câu luôn. Đây có em cá bị ngợp nước cả nhà ơi. Trời ơi, tơ nhện nó văng luôn coi nè. Chết chưa? Chết rồi, trắng tươi cả nhà. Trắng tươi. Tơ nhện nó văng luôn. Tơ nhện văng lên câu luôn. Câu nhẹp không? Trắng tươi vậy. Buổi sáng ở quê này cả nhà. Mát mẻ lắm, không khí mát mẻ trong lành nha. Thích lắm. Thoải mái. Sảy hả? Lôi câu lên cỏ nữa hả? Trời ơi. Hả? Rồi rồi, đã đang lại. Đường mà mẫu nó hơi khó đi, nó hơi lắc nha cả nhà. Cả nhà thông cảm cho anh em mình nha. Đâu? Đấy hả? Con cá gì chết đây? Cá thấy không? Có rồi. Ô ô ô, dướng rồi mới. Ừ, tháo đi, xuống tháo đi. Dịch tệ lên đi. Đứt lử à? Không đứt đâu, tại nó không có mắc cỏ. Trời ơi, dính ngay cọng dây rồi, có ai trời. Bị ngợp nữa rồi. Dính ngay cọng dây gì có ai nên vũ à? Dây gì? Cũng dây găng. Dây câu nữa hả? Không biết dây gì luôn. Con này chết tổng đại hơn nãy nữa. Con này chết lâu rồi. Nó mắc cái cọng dây găng đó, nó mới chết à. Ừ, cái hôm nó cũng chui vô được rồi. Chứ thôi nó cũng nhào nhào nó sống được. Dướng vậy ăn. Hồi tối tới giờ là thấy là muối xả là hơi nhiều rồi đó. Đây thấy là nó phóng phóng này cả nhà ơi. Nhưng không biết cá bự hay nhỏ đây. Trời ơi, cái đầu cà trời dò cà chủ ơi. Đòn đã quá luôn. Phương ngô nữa rồi. Phương ngô nữa rồi. Nhỏ câu đi. Không kìa. Hình như này mới dính hay sao, khỏe dữ rồi ta. Dính này hơn giờ rồi. Dướng rồi. Từ từ. Rồi lên vợ. Lên vợ. Trời ơi trời, thu vô cả nhà ơi. Uống lù cả nhà ơi, hoàn tay nữa cả nhà ơi. Ngon lành nha. Thứ nào chịu nổi thật chứ. Ê. Trời ơi, nó móc qua chỗ mắt luôn, sao mà xảy được không vô ơi. Có xe còn. Sợ là dướng cái dây nè. Cỏ đứt dây nè. Yên nha. Thấy là sáng ngày lọc khoái rồi đó. Mày không thử làm quân tử vậy thôi, coi quân tử có nản chí hay không. Hồi tối là mấy con nhỏ nhỏ thấy gầu lắm cả nhà. Anh em buồn lắm luôn cả nhà. Sáng nay đoàn đá phu vô không? Hai anh em mình đi thăm câu về cả nhà. Giờ hai anh em mình bơi vô nhà rồi được thành quả bao nhiêu cho cả nhà cùng xem nha. Chắc cũng ngon lành á. Tầm 3 kg cá. À, buổi sáng này dính cá to rồi cả nhà, ngon. Nhưng mà muối xả cũng nhiều luôn ha. Muối xả cũng nhiều á. Trời ơi, anh em mình gấp câu lần nào cũng phải vô muối xả luôn mình lộ hết. Hai anh em đi cắm câu về cả nhà. Mới cá là tối. Mới cá là tối bỏ tủ lạnh rồi. Trời ơi, cá chết trời rồi, cá bự ngọt luôn cái gì anh Vũ ơi. Ủa gì? Cá bự ngọt luôn à. Cá bự ngọt luôn à. Cầm câu vừa cá bự không mà chết chân nó bị ngợp nước đó ơi. Đây ba con chết nè. Bốn con chết rồi. Bỏ tủ lạnh rồi. Cái này tối rồi bỏ tủ lạnh nè. Trời ơi, cá nãy còn sống nãy giờ ngợp luôn vô. Mày đã đâu mà để ngoài khói ngủ khói. Còn thở không? Thôi. Mấy con kia còn sống mày. Trời, tập có lót 800 gram kìa. Nè, mấy dạ. Con kia còn sống không? Chết quá, thôi chết. Này muối xả dữ lắm rồi. Ừ. Cái này muối xả ở nhà, cái ngon sự luôn kìa. Trời, cá lót sự luôn anh Vũ ơi. Yếu luôn rồi nè. Ê, sao bữa nay không học hả? Bữa nay? Không bệnh vậy. Dạ hả? Ổn ghê ha. Trời, cá tập cá bự.
cũng cả ký mấy, 2 ký gì ta, ký mấy á. Vậy sẽ khôn con đi mẹ. Nha. Sẽ khôn sẽ con đi nữa, vợ con vô cho vợ con. Chừng nào nó vô? Chắc cũng sắp vô mà chưa biết chừng nào chính xác đâu bác ơi. Vậy hả? Mỗi mà có tiền mà vô đây thấy đứa này đầy nhóc có tiền có bạc gì đâu. Kệ đi. Thì video đi cắm câu của anh em mình tới đây kết thúc nha cả nhà. Chúc đại gia đình xem video thật là vui vẻ nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem và ủng hộ kênh hai anh em mình nha. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha. Chào cả nhà.